Nếu các bạn đến Disney hoặc là Universal ở Florida, Orlando thì các bạn nên ghé địa điểm này và trải nghiệm nha. Ở khu vực mình ở thì nó có 3 chi nhánh, ngoài ra còn 2 chi nhánh ở Texas và 1 chi nhánh ở Pennsylvania. Mỗi hôm thì đợi khoảng 45 nửa tiếng, nhưng mà hôm nay thì nó nhanh hơn nha mấy bạn, đợi có 25 phút hà. Bây giờ tụi mình đang đứng xếp hàng và chờ đợi nha. Hello mấy bạn đi. Hello. Ở đây có con robot nè mấy bạn. Robot Bella. Bella. Mấy bạn nhìn thấy bên trong quán giống game tiệm lẩu trên đường Hạnh Phúc không? Rất là hiện đại luôn nha. Đây có hải sản, cá, tôm, sò điệp, ướp, lòng bò. Có lòng bò, ăn mực trứng đi. Trứng đâu vòng vòng đó đó. Cái này là xiên que. Xiên que. Rau, nấm. Dán ăn nhiều vô nha. Thịt bò, thịt cừu, thịt heo, thịt gà. Ủa có mực trứng không? Không, hình như con mực đó luộc lên có trứng á. Đúng rồi, bữa con nhí ấy, con mực đó mí nó ngon đó, rồi ăn vô có trứng á. Thôi qua đây ăn thịt bò ấy. Có nghêu, chim chép, tôm, cua gạch nè. Đã chưa? Cua gạch. Chi củ cải, chân gà, tráng miệng, có quầy sốt gia vị. Là quầy thịt nướng. Thịt bò chất lượng. Đặc biệt còn có cả thịt bò rib eye nữa. Mình sẽ ăn một miếng này mới được. Rau củ. Sorry, sorry. Mì. Chiên. Rồi, chén miệng. Khởi đầu nhẹ nhàng, tụi mình ăn ít lắm mấy bạn. Thanh niên ăn tôm, ăn cua, giò gà, mực, lòng bò, một dĩa cua gạch bự chảng luôn. Đây còn bé Sa cũng ăn cua, ăn nghêu, ăn mực, ăn bạch tuộc, trứng gà, gao. Mình thì mình lấy trước dĩa cua với miếng thịt bò giúp ai mình ăn với đồ chiên. Bắt đầu nè, quấn nhẹ chảo thịt bò nướng bít tết đâu.
Còn cái nồi lẩu của mình á, mình bỏ cua vô nè mấy bạn, cua gạch không, rất là chắc thịt luôn. Mình thấy hải sản ở đây rất là tươi mới, chất lượng. Mời mấy bạn nha. Trời ơi, cái cục gạch nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ta nói nó béo. Nước lẩu thì khá là đậm đà hương vị luôn. Phải nói là ngon, tươi, đáng đồng tiền bát gạo nha mấy bạn. Ăn ta nói chảy ke luôn. Mà có 35 đô một người thôi. Mình cảm thấy giá này rất là đáng. Lấy nước thôi. Nay nó chuẩn bị mở thêm cái quầy đồ ăn thêm nữa đó mà chưa có. Ăn cua xong rồi thì mình thấy thịt bò mình chín rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình làm nhẹ tới miếng thịt bò cho bổ máu cơ nè. Bây giờ mình chế cái sốt trắng của người Nhật lên nha. Cái sốt này ăn với thịt bò rất là hợp luôn. Sốt này là sốt trắng của Nhật Bản. Còn này là bà robot bà mới đi giao đồ ăn xong nè, nhìn mặt bà đía 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 thấy ghê không? Nãy giờ ăn mấy miếng thịt bò vậy rồi anh em? 4 miếng. Đưa bốn ngón tay lên. 4 miếng. Cắt lâu quá. Qua Mỹ ăn cua nè, ăn tôm nè, ăn con tiết nè, ăn bò nè. Trời chưa ăn nữa, nào ăn đi em ngưng cái coi. Ăn sao cho vui vui coi. Ăn sao coi vui vui coi má. Ở Mỹ thì không có tiền nhưng mà có đồ ăn. À, chấm này nha mọi người. Chấm nha. Ngon không? Chắc cái khúc này là chèn bản họng rồi phải không? Chèn bản họng rồi phải không? Còn ăn nổi không? Chèn bản họng. Có gì? Rồi. Vẫn ăn gì nữa hả? Anh không ăn nữa hả? Không ăn nữa không? Anh mới ăn có một bàn à. Vừa mới đi ra thì mình thấy cảnh sát nó đang rượt ai nè mấy bạn, chạy thấy ghê không, hú còi in nổi luôn. Cơm no gù say rồi mệt mỏi luôn rồi. Giờ no quá rồi nè, bây giờ muốn ói ra là nhớ nhẹ cái bụng. Trời ơi. Quá mệt. Ói miết bụng. Mày không? Nhấn này phải không? Đúng rồi, đạp ve vô. Mấy má đi ăn buffet gán ăn chi cho căng bụng rồi xong rồi ói trời. Thành phố. Thành phố buồn. Ở ngoài thành phố lại người ta. Du lịch mà ba là thành phố buồn. Rồi nè.
Bye bye mấy bạn nha. Giờ mình đi về no say rồi, mình đi về đây. Về đây. Bye bye.